Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Dung, mình là giáo viên mầm non. Hiện mình đang công tác và giảng dạy tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ khu vực Hà Đông, Hà Nội. Với 4 năm kinh nghiệm đứng lớp, mình tự tin trong khả năng giao tiếp với các con cũng như trong ứng xử sinh hoạt hàng ngày của các bạn nhỏ. Như các bạn đã biết, văn hóa ứng xử cho trẻ luôn là điều mà các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu. Độ tuổi mầm non là giai đoạn trẻ bắt đầu tiếp xúc ngày càng nhiều môi trường xung quanh, bước đầu hình thành thế giới quan cho mình. Đối với lứa tuổi mầm non, trường mình luôn áp dụng hai tiêu chí trong giảng dạy của mình, đó là học qua trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Học qua trải nghiệm đòi hỏi trẻ phải có nhu cầu, hứng thú, tò mò. Những điều này sẽ là động lực thúc đẩy trẻ tham gia vào quá trình trải nghiệm và tự trải nghiệm để tìm hiểu thế giới xung quanh. Ở trường mình, các bạn nhỏ dù là lứa tuổi lớp nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn đều được tham gia vào các hoạt động với sự hướng dẫn của cô. Các bạn được tự tay làm những tấm thiệp mùng 8 tháng 3 tặng ba, tặng mẹ hay được tự làm nước ép hoa quả vào mỗi buổi mùa hè nóng bức. Thú vị hơn là những thí nghiệm mà các bạn được tự mình khám phá và còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác đấy ạ. Đấy là phương pháp học qua trải nghiệm. Thế còn phương pháp lấy trẻ trung tâm thì sao ạ? Lấy trẻ là trung tâm là tạo điều kiện cho mỗi trẻ được hoạt động tích cực, phù hợp với sự phát triển của bản thân trẻ, đáp ứng tối đa nhu cầu hứng thú của trẻ trong quá trình giáo dục. Trường mình rất chú trọng về vấn đề này. Các chủ đề trong bài học luôn được các cô lấy ý tưởng từ các bạn nhỏ, từ những gì mà các bạn quan tâm và thích thú nhất. Trong tất cả các bộ sách mà mình đã từng đọc, mình yêu thích nhất là bộ Văn hóa ứng xử của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bộ sách đáp ứng đủ tiêu chí và là tư liệu quan trọng trong quá trình giảng dạy của mình. Bộ sách gồm 3 quyển tương ứng với 3 lứa tuổi, đó là 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi. Cấu trúc của bộ sách xoay quanh các chủ đề như ứng xử hàng ngày, ứng xử khi ăn uống, ứng xử trong giao tiếp, ứng xử khi ra ngoài và ứng xử trong ngày lễ. Với cách tiếp cận hiệu quả, thiết thực thông qua các hình ảnh đơn giản, sinh động, dễ thương và phù hợp với tâm lý trẻ em, bộ sách giúp trẻ tự rút ra cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống thực tế, trang bị cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, hình thành tình cảm, thái độ và trách nhiệm đối với gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, các bé được cô giáo, ba mẹ hướng dẫn ứng xử đẹp hàng ngày qua các chủ điểm được giới thiệu trong quyển sách. Để khắc sâu vào tâm trí bé các hoạt động ứng xử đẹp, các bé sẽ tô màu yêu thích vào hình minh họa một hoạt động được trình bày ở trang bên phải của mỗi chủ đề. Sau đây là một vài gợi ý của mình về cách tiếp cận bộ sách. Mọi người cùng tham khảo nhé! Trước khi bắt đầu một buổi dạy, mình thường cho các trẻ xúm xít lại để trò chuyện, đọc thơ, kể chuyện hoặc chơi trò chơi hay hát các bài hát liên quan đến nội dung bài học. Hoạt động này giúp các con chú ý, hào hứng và tập trung hơn vào chủ đề bài học. Ví dụ với chủ đề lời chào, mình sẽ cho các bạn cùng hát và cùng vận động theo bài Chim vành khuyên. Cô và trò sẽ đứng lên vừa hát và vừa lắc lư làm các động tác cúi chào theo lời bài hát. Sau khi hát xong, cô trò sẽ cùng trò chuyện, thảo luận xem bạn Chim Khuyên đã gặp những ai, bạn đã làm gì khi gặp mọi người và mọi người đã khen bạn Chim Khuyên như thế nào. Sau hoạt động này, cô sẽ là người tổng kết lại. Để là một em bé ngoan ngoãn, khi ra ngoài đường chúng mình phải biết chào hỏi thật lễ phép đấy. Đây là một ví dụ minh họa về hoạt động thích hợp mà các cô có thể triển khai để bắt đầu vào nội dung bài học mới. Sau khi lớp đã khá ổn định và các bạn bắt đầu chuẩn bị tâm lý bước vào bài học, cô sẽ đóng giả là một bác gấu, làm cho các bạn tò mò, thích thú. Sau đó bác gấu sẽ bước vào lớp. Bạn A vừa nhìn thấy bác gấu thì vui vẻ khoanh tay lễ phép chào bác gấu. Bạn B nhìn thấy bác gấu với thái độ dửng dưng không chào bác. Cô sẽ là người đặt câu hỏi: theo các con, bạn nào sẽ là em bé ngoan? Vì sao? Các con có muốn làm một em bé ngoan không? Vậy khi gặp mọi người, các con sẽ chào như thế nào? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách chào hỏi thật lễ phép để trở thành một em bé ngoan nhé! Khi gặp ông bà, bố mẹ hay thầy cô, hai tay chúng mình khoanh trước ngực, miệng cười tươi và chào to rõ ràng. Con chào ông, à, hay con chào cô, à. Đó là cách chào với người lớn hơn mình. Còn khi ra ngoài đường hay khi gặp các bạn, thì con hãy nhìn vào bạn, mặt cười tươi, tay giơ lên và nói tới chào bạn. Đây là những hoạt động đã được mô tả khá rõ ràng trong cuốn Văn hóa ứng xử trang 4. Các bậc phụ huynh và thầy cô có thể cho các bé quan sát và tự tìm hiểu những bài học này nhé. Với kinh nghiệm của mình có một số lưu ý đối với giáo viên khi thực hiện. Lưu ý thứ nhất, cô giáo hướng dẫn trẻ sẽ hạ thấp người ngang bằng với trẻ.
Quỳ gối hoặc ngồi xổm cạnh trẻ là một biện pháp hữu hiệu giao tiếp tích cực với trẻ. Việc ở gần trẻ sẽ giúp bạn nắm bắt được tâm lý của trẻ. Việc đó cũng sẽ giúp trẻ tập trung hơn vào điều mà bạn đang nói hoặc yêu cầu. Lưu ý thứ hai, trong khi một cô đang hướng dẫn thực hiện các bạn thì cô còn lại sẽ bao quát lớp và giữ sự tập trung của các bé. Sau khi cô đã hướng dẫn cho các bạn cách lễ phép chào hỏi thì đây sẽ là phần thực hành của các bé. Cô sẽ cho các bạn chào các cô và các bạn trong lớp. Cô sẽ cho các bạn đi quanh trường chào các cô, các bác, các ông, các bà, các anh, các chị. Hoặc cô cho các bé chào khi ông bà, bố mẹ đến đón. Hoặc cô cũng có thể cho các bạn chào khi cô đón các bạn đến lớp. Hoạt động thực hành này sẽ tạo cho các bé thói quen chào hỏi khi gặp mọi người và tạo một nếp văn hóa ứng xử đẹp cho các bé. Sau mỗi giờ học, cô sẽ nhận xét về giờ học của các bạn, nhận xét từng tổ, từng nhóm, cá nhân tiêu biểu và động viên những bạn cần phải cố gắng. Kết thúc giờ học, cô và các con sẽ được vận động nhẹ nhàng quanh lớp và chuyển hoạt động. Lưu ý với các giáo viên ở hoạt động này, cô có thể thưởng bằng cách tặng quà cho các bé như thưởng sticker, thưởng các vật dễ thương hay những tấm thẻ con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu mà các bạn thích. Hoặc cô có thể thưởng bằng những cái ôm, những tràng vỗ tay của các bạn trong lớp để khích lệ tinh thần của các con hơn ạ. Tóm lại, trong video ngày hôm nay, mình đã chia sẻ một giờ học khá là quen thuộc và phổ biến với các con khi các con ở trường hay đi ra ngoài. Qua bài học giúp các con trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, biết chào hỏi lễ phép với mọi người xung quanh, đồng thời giáo dục yêu trẻ yêu quý, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người thân và cô giáo. Như vậy, chúng ta đã kết thúc tiết học đầu tiên với cuốn Văn hóa ứng xử dành cho bé 3-4 tuổi. Video mang tính chất chia sẻ và gợi ý, giúp việc truyền tải kiến thức trở nên dễ dàng và sinh động hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!